Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trên 12.190 bệnh nhân tăng huyết áp. Lũy tích số bệnh nhân được phát hiện, quản lý trong toàn tỉnh hiện nay là trên 66.500 người. Các bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện ở tỉnh Thái Nguyên trong nhóm có nguy cơ cao chiếm trên 41,1%, trên 19.590 bệnh nhân được quản lý tăng huyết áp. Cũng trong 9 tháng qua, toàn tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên 1.650 bệnh nhân đái tháo đường, nâng số bệnh nhân được phát hiện đến nay là hơn 10.800 người. Tỷ lệ người mắc trong nhóm có nguy cơ cao chiếm 40,3%. Để phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, ngành y tế Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các hoạt động như truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường cho người dân, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các cấp, triển khai chương trình cùng sống khỏe, chăm sóc ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở năm 2024. Thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi trên địa bàn thành phố năm 2024. Tại mỗi điểm tiêm chủng, rất đông phụ huynh đưa con em mình hưởng ứng chiến dịch. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Mới được tiêm một mũi, nhưng vì lý do sức khỏe, em bé này đã không tiêm được mũi 2 vaccine sởi. Khi có chương trình tiêm bổ sung cho trẻ, gia đình đã có mặt từ sớm để tiêm cho con. Đến mũi thứ hai giờ đi thì cháu sốt, để nỡ quá thì là không còn đợt nữa. Nhưng mà nói thật như là gia đình thì hoàn cảnh may quá thì là nhà nước quan tâm đến là có cái đợt này là bổ sung thêm là để tiêm cho cháu để có, chứ không thì cái bệnh sởi này là rất nguy hiểm. Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hơn 1.000 trẻ sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi trong đợt tiêm lần này. Phường Phúc Tân là đơn vị triển khai đầu tiên với 220 cháu. Trước đó, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm quy trình tiêm chủng và không bỏ sót trẻ nào. Tất cả các phụ huynh đều rất ủng hộ chiến dịch này. Trì hoãn là vì là do đợt đấy là vào đúng đợt dịch Covid, thế là em không đi tiêm với cho bé. Con được tiêm này thì đương nhiên là bố mẹ là cũng được yên tâm hơn phần nào. Ví dụ khi mà nếu mà dịch sởi bùng phát thì yên tâm hơn. Các bác hướng dẫn đầy đủ hết ạ. Cũng vào đo nhiệt độ với cả khám hết các kiểu khám lâm sàng trước khi tiêm. Đầy đủ hết quy trình ạ. Đầu tiên chúng ta phải là công tác điều tra, rà soát xem đối tượng nào trong thuộc diện tiêm. Thế là cái nhất, thứ hai đối tượng nào là đủ tuổi, đủ thời gian tiêm nhưng mà vì lý do chưa được tiêm. Phụ huynh rất nhiệt tình và hưởng ứng được cái chiến dịch này. Còn về nguồn vaccine thì là theo cái cung cấp của CDC thì đến bây giờ là cũng tương đối là ổn định để là đảm bảo đủ vaccine cho trẻ. Đối với các bé chưa đủ điều kiện tiêm lần này, Trung tâm Y tế các quận huyện sẽ tổ chức đợt tiêm vét để bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi đạt được ít nhất là 90%, từ đó tạo miễn dịch cộng đồng, phòng tránh dịch sởi bùng phát tại thủ đô Hà Nội. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, và trao giải thưởng Lê Chân lần thứ 13 cũng như là danh hiệu cho 20 cán bộ hội tiêu biểu lần thứ nhất. Tại lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành phố Hải Phòng đã trao cho 8 gương mặt tiêu biểu xuất sắc đã được trao giải thưởng Lê Chân lần thứ 13. Các chị là những người làm việc chuyên môn, quản lý, lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực, đảng, chính quyền, đoàn thể, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật. Thành phố Hải Phòng mong muốn các chị em tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Hải Phòng, tự tin vươn lên chính mình, cống hiến trí tuệ và tâm huyết, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, đồng thời luôn là chỗ dựa vững chắc trong gia đình. Thành phố Hải Phòng tin tưởng công tác hội và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, vững chắc, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội vì sự tiến bộ của phụ nữ Hải Phòng. Chiều ngày 19 tháng 10, diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN đã được khai mạc tại Hà Nội. Đây là một sự kiện giao lưu ý nghĩa dành cho các bạn thanh niên đến từ khắp các quốc gia trong cộng đồng ASEAN đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, thống nhất trong đa dạng của các nước ASEAN, cũng như là giới thiệu về hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN và quốc tế.
góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ. Chương trình giúp tăng cường thông tin, gắn kết cộng đồng thanh niên các nước ASEAN thêm gần gũi và đoàn kết, tương trợ cùng nhau học tập và sinh hoạt tại Hà Nội thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng, sôi động. Mở đầu tiểu mục điểm báo là bài viết trên báo Nhân dân. Dự án đường cao tốc có trục Bắc Nam là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, góp phần nâng tầm cơ đồ, vị thế của quốc gia trong kỷ nguyên mới, có tác động đối với đất nước trong tương lai lâu dài. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư siêu dự án này lên tới 67,34 tỷ đô la Mỹ, được xác định huy động nguồn vốn đầu tư công trong nước là chủ yếu, không phụ thuộc vào nước ngoài. Các chuyên gia nhận định, nguồn vốn khổng lồ này sẽ mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp cơ khí, đường sắt và nhà thầu xây dựng công trình giao thông vươn mình lớn. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, nhiều tổ chức quốc tế đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 so với dự báo trước đó, sau GDP quý 3 được công bố đạt 7,4%, cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng từ 6,8 đến 7% của năm 2024 là thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh nhà xưởng, phương tiện sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão Yagi. Thiệt hại của nền kinh tế ước tính lên tới 81.500 tỷ đồng tính tới ngày 27 tháng 9, thậm chí lên tới gần 100.000 tỷ đồng. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, các chuyên gia, nhà quản lý dự báo quy mô và giá trị xuất khẩu nông sản sang quốc gia 1,4 tỷ dân này trong thời gian tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Đại diện Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay, ngoài 14 loại nông sản đi theo đường chính ngạch, hầu hết mặt hàng còn lại xuất qua buôn bán biên giới, tức là tiểu ngạch. Đồng thời, để phát triển bền vững tại thị trường Trung Quốc, theo các chuyên gia và các nhà quản lý cho rằng, doanh nghiệp Việt cần tập trung vào chất lượng, hương vị đặc trưng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo ghi nhận trên báo Nhân dân cuối tuần, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa ra thông báo giá bán lẻ điện bình quân, giá điện tăng 4,8%, lập tức thu hút sự quan tâm của xã hội. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng điều chỉnh giá điện là việc cần, song điều chỉnh như thế nào cho phù hợp là điều các cơ quan quản lý cũng như là EVN cần phải tìm ra lời giải thỏa đáng, nhất là khi giá điện đang gánh đa mục tiêu, vừa phải bù đắp chi phí, khuyến khích đầu tư, vừa bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng nhiều vườn trồng đào quất tại miền Bắc đã bị mất trắng bởi sức tàn phá khủng khiếp của bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo khảo sát thực tế, tìm hiểu của phóng viên báo Quân đội Nhân dân tại vùng trồng đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, vùng trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang, Hưng Yên và vùng trồng quất Nam Phong, Nam Định, thì các nhà vườn vẫn đủ đào quất để cung cấp cho thị trường, phục vụ Tết Nguyên đán 2025, nhưng giá sẽ cao hơn mọi năm vì nhiều nhà mất trắng. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, bác sĩ Bùi Ngọc Lan vừa nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024. Chị hiện là bác sĩ cao cấp, giám đốc Trung tâm Ung thư, Huyết học Bệnh viện Nhi Trung ương, giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội và nhiều trường đại học y trong nước, Chủ tịch Chi hội Ung thư Nhi, trực thuộc Hội Nhi khoa Việt Nam, Hội Ung thư Việt Nam. Bao năm qua, bác sĩ Bùi Ngọc Lan giống như người mẹ, người bà của các bệnh nhi đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật để giành lại sự sống. Chị tâm sự, khó khăn, vất vả đến mấy cũng không sợ, mà sợ nhất là đối diện với những ca bệnh mà mình đã làm tất cả vẫn không thể cứu được bệnh nhân. Và mỗi ngày trôi qua, những áp lực đó đã trở thành động lực để chị và các đồng nghiệp tiếp tục làm việc, học tập không mệt mỏi, mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho các bệnh nhi ung thư.